Vâng, tôi cũng đầu xin kính chào quý anh chị và các bạn nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm bên em ngày hôm nay ạ. Và trong video này em sẽ mời anh chị thưởng lãm cùng với bên em một tác phẩm trên chất liệu là gỗ hương, ta Gia Lai anh chị nhé. Một chất gỗ rất già, đấy, rất nhiều chun sụn nhá. Và tác phẩm có tên là Thành Tâm Bái Phật. Và một vị Phật tổ của chúng ta đang ngồi thiền. Đấy, bên cạnh có điểm tô một cái cây bồ đề bé bé xinh xinh. Và trên trên cao đây là một cái vách núi có những ngôi chùa, đấy, những cây tùng đang che tán cho vị Phật tổ thân yêu, vị Phật tổ đáng kính của chúng ta đang ngự thiền. Đấy, và bên cạnh này cũng là những tán tùng rất đẹp luôn, rất kênh bong tỉ mỉ nhá. Bên dưới có một hai vị sư, hai vị đồ đệ đang bái Phật, đấy, đang đi thỉnh kinh và đang đi đến bên vị Phật tổ để có thể nghe được những lời giáo huấn của ngài, những lời giáo huấn phổ độ chúng sinh, ấy cứu độ cứu nạn và cứu khổ cứu nạn anh chị nhá. Và mang đến chúng ta một cái tâm rất tịnh luôn. Và tâm khi đã tịnh rồi, chúng ta có thể thấu được mọi việc, biết được mọi việc và có thể từ đó suy ra cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ vui tươi hơn và sẽ an tâm hơn rất nhiều. Và chất liệu gỗ hương ta hương Gia Lai bên em là một dòng gỗ rất bền bỉ anh chị nhá. Và có một cái màu rất đẹp luôn, nên cái màu vàng ánh vàng đỏ lên rất đẹp. Vâng, bên em đã chế tác cái tác phẩm này quá tuyệt vời. Vâng, em sẽ quay lại một chút đằng sau cho anh chị thưởng lãm trước này. Đằng sau bên em để nguyên màu để anh chị có thể thấy phần bên ngoài, phần nước da của gỗ khi mà đã bóc cái vỏ đi rồi thì sẽ như thế nào nhá. Đây ạ, ấy rất sạch sẽ, làm hết sức sạch sẽ nhá. Đấy, tặng kèm cho anh chị một cái kỷ luôn nhá. Tặng kèm cho anh chị cái kỷ rồi. Tác phẩm này em sẽ báo anh chị chiều cao, kích thước cũng như giá tiền nhá, để anh chị có thể cân đối cho em này. Và tác phẩm này với chiều cao lên đến 75, chiều ngang là 34 và sâu là 30 cho em tác phẩm này nhá. Vâng, về kích thước thì em đã đọc nhầm cho anh chị rồi. Kích thước sẽ là 93, chiều cao nhá. Và ngang là 62 cho em. Vâng, sâu là 38 anh chị ơi. Vâng, và giá cho tác phẩm này em giao lưu với anh chị là 6.500.000 đồng bao ship trên toàn quốc. Vâng, chỉ có 6.500.000 đồng anh chị đã sở hữu một tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật trên chất liệu gỗ hương ta hương Gia Lai ạ. Với rất nhiều phần đục kênh bong và rất nhiều nhá. Đây ạ, những khóm tùng, những cây tùng này. Đấy, hai vị tiểu đồng. Đây cũng là tùng này. Đấy, tùng tiếp này. Rất nhiều anh chị ơi, rất nhiều. Những tán tùng trên cao này. Đấy, trên cao này còn có cả những cái bậc thang trên này nhá. Bậc thang này, những ngôi chùa anh chị ạ, những ngôi chùa này. Và đặc biệt hơn là vị Phật tổ của chúng ta. Đấy, với gương mặt rất hiền từ nhá. Tà áo thì được đục kênh bong này. Đấy, và cái chữ này được đục hẳn 3D kênh hẳn lên. Đấy, tóc tai này, thần thái gương mặt của cụ quá tuyệt vời luôn. Và tác phẩm đẹp như thế này thì anh chị còn gì để mà chê đúng không ạ? Cao là 93, ngang là 62 và sâu là 38 cho em nhé. Tác phẩm này em giao lưu 6.500.000 đồng bao phí vận về tận nhà cho anh chị, tặng kèm kỹ rồi. Tác phẩm rất cân đối luôn, rất to, rất cao, rất nặng anh chị nhé. Hai người khênh mới có thể nhấc được tác phẩm này lên ạ. Một mình em thì khó khăn và rất chi là đau lưng. Đấy, vì thế anh chị cân đối cho em nhé. Dưới này là những vách đá này, ấy trùng trùng điệp điệp, sừng sững luôn. Vị Phật tổ đang ngự thiền ở trên cao, đầu hướng ra bên ngoài, với có một cái thần thái, cái bộ tóc rất đẹp luôn. Và anh chị nhanh tay sở hữu tác phẩm này và về làm vật
phẩm nhá, phong thủy làm vật phẩm trưng bày đồ thờ cúng cũng rất ok luôn, và cũng là làm quà biếu quà tặng cho các ngôi chùa mà anh chị thường lui đến để thắp nhang khấn Phật, thì anh chị có thể cung tiến tác phẩm này vào trong chùa. Đó cũng là một cái ý nghĩa hết sức sâu xa, hết sức to lớn, và thể hiện sự thành tâm của anh chị đến với ngôi chùa thân yêu. Và rất cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi đến những giây phút này, và anh chị thấy hay thì cho em xin một nút like nhé, làm nguồn động viên tinh thần cho em để có thể làm được những video tiếp theo đẹp hơn, ấy, cẩn thận hơn, trang trọng lịch sự hơn, mang đến cho anh chị nhiều tác phẩm mới hoàn thiện đẹp, còn đẹp hơn nữa. Và rất cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Anh chị nào mà chưa ấn vào nút like thì nhanh tay ấn cho em nhé. Anh chị nào chưa đăng ký thì cũng có thể đăng ký này, để có thể nhận được những video mới nhất bên em, những tác phẩm mới hoàn thiện. Và nhớ vào ấn vào hình quả chuông nhé. Tượng gỗ Nguyễn Hồng bên em xin trân trọng cảm ơn anh chị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.